Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Tuấn Anh Ô Tô Hải Phòng. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay, em sẽ giới thiệu đến cho quý vị và các bạn một mẫu xe, đó là chiếc Innova G xịn sản xuất 2007, phiên bản số sàn, động cơ 2.0, một chiếc xe tư nhân không taxi dịch vụ biển 15A17423. Thì hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này với giá tiền là 305 triệu đồng. Quý vị và các bạn nào quan tâm đến mẫu xe này thì hãy liên hệ ngay cho em qua số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Anh em nào xem video của mình thì anh nhớ bấm vào nút like và đăng ký kênh cho mình để là người đầu tiên nhận được những video và những chiếc xe mới về cửa hàng của mình nhất. Thì trước màn hình quý vị và các bạn đây, đó là chiếc Innova G xịn đấy, sản xuất 2007, biển 15A17423. Đấy, chúng ta sẽ đi một vòng quanh về chiếc xe này để xem thân vỏ cũng như sơn xi lốp láp của chiếc xe. Nói chung là về đậu đồng sơn zin của chiếc xe này thì anh em không phải bàn cãi gì rồi, rất là chất lượng. Từ những năm 2007 thì không thể tránh khỏi được những cái xước sát bên ngoài và đã tỉa lại sơn rồi. Đấy. Bốn lốp của nó còn tương đối là mới anh em nhé. Bốn bánh đa răng đúc. Đăng kiểm của chiếc xe thì còn đến tháng 2 năm 2020. Rất là dài. Sơn xi của chiếc xe thì rất là bóng. Đấy, bản G xịn đời 2007. Nói chung là về Toyota 7 chỗ Innova này thì đây là một dòng xe rất là bền bỉ với thời gian cũng như là rất là tiết kiệm. Đấy, không hay hỏng vặt cũng như là tất cả mọi thứ đều rất là ok. Quý vị bạn nào có nhu cầu hay là đã từng chạy dòng Innova này thì chắc hẳn đã biết về chất lượng của dòng xe này. Anh em có thể mua về chạy dịch vụ hay chạy gia đình thì cũng rất là hợp lý, rất là rộng rãi. Nội thất của chiếc xe thì khá là đẹp anh em nhé. Nội thất nguyên bản, trần nỉ nguyên bản theo xe. Ba dàn điều hòa độc lập nguyên bản. Lốp dự phòng của chiếc xe. Tiết kiệm của chiếc xe anh em nhé. Với giá tiền 305 triệu đồng, quý vị và các bạn đã có một chiếc Innova G xịn đời 2007, phiên bản số sàn, một chiếc xe tư nhân không taxi không dịch vụ. Quá là chất lượng cho quý vị và các bạn đúng không ạ? Nội thất của chiếc xe đây anh em. Anh em có thể đến xem xe trực tiếp và trải nghiệm chạy thử chiếc xe này tại cửa hàng của mình có địa chỉ tại số nhà 28A Quỳnh Hoàng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng, gần nhà thờ xã thôn Quỳnh Hoàng anh em nhé. Đấy, nội thất của chiếc xe rất là đẹp, nội thất nguyên bản theo xe, da nguyên bản, trần nỉ nguyên bản. Tắp lô, tắp ly, cánh cửa rất là đẹp. Gầm bệ của chiếc xe thì đối với dòng này thì gầm cao nên là rất hay, không hay bị bùng mọt anh nhé. Gầm rất là sáng này. Từ ba bô lê cho đến chỉ cua lốp của chiếc xe còn nguyên anh em nhé.
anh em có thể đến xem xe và trải nghiệm trực tiếp về chiếc xe này. Đấy, gầm bệ của chiếc xe anh em nhìn thấy. Bây giờ mình sẽ vào trong xe và lổ máy cũng như là kiểm tra một số tính năng của chiếc xe này. Hệ thống ABS và túi khí đầy đủ, xe mới chạy được có 16 vạn anh em nhé. Máy móc rất là ok. Xe đã được trang bị màn hình. Đấy, xe đã được trang bị màn hình DVD anh em nhé. Rất là ok, anh em nhìn thấy nội thất rất là sạch sẽ và sáng bóng này. Cam đùi anh em này. Tất cả mọi chức năng trên chiếc xe này đều hoạt động rất là bình thường. Từ gạt mưa cho đến phun nước, rửa kính. Hệ thống kính điện anh em nhé. Lái rất là nhẹ này. Anh em nào mà có nhu cầu về chiếc xe này chạy thử thì rất là ok đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ mở cái khoang máy của chiếc xe này ra để cho quý vị các bạn cùng biết về chất lượng của dòng xe này. Điều hòa rất là mát rồi. Đây là tổng quan khoang máy của chiếc Innova G xịn đời 2007 này. Lắp cabo, đây là phần máy này. Máy đã được vệ sinh rất là sạch sẽ anh em nhé. Đấy, anh em hãy nghe và cảm nhận về chiếc máy này. Rất là sáng bóng này. Đấy, thì vừa rồi em Tuấn Anh Hải Phòng giới thiệu cho tất cả quý vị và các bạn, tất cả quý anh chị về một mẫu xe Innova G xịn sản xuất 2007, tư nhân chính chủ, không taxi dịch vụ, biển 15A17428 23. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá tiền là 305 triệu đồng. Vâng, chỉ 305 triệu đồng thôi quý vị đã bạn, các bạn đã có một chiếc Innova G xịn. Đấy,
Đấy thì vừa rồi em giới thiệu cho quý vị và bạn về chiếc Innova rồi. Thì xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video của mình. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.